Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc Ford Ranger Wildtrak. Đây là cái bản V-Turbo, bản hai cầu cao cấp nhất của xe bán tải. Hiện tại thì có giá bán cụ thể giá niêm yết là 918 triệu và chúng tôi đang giảm giá đến 55 triệu đồng tiền mặt. Vâng, 55 triệu các bạn quan tâm đến chiếc xe này có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ bạn. Hiện tại thì Ranger Wildtrak có tất cả là 5 màu. Ngoài màu trắng này ra còn có màu đen, màu xám, màu bạc và màu đỏ cam. Có 5 màu để các bạn lựa chọn. Về màu sắc, về giá cả thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả. Ranger Wildtrak thì bản mới được trang bị động cơ 2.0 lít, hộp số tự động 7 cấp, chìa khóa thông minh, nút khởi động start stop, màn hình cam lùi, ghế da pha nỉ rất đẹp sang trọng. Là dáng đúc 20 inch. Màu này màu trắng. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.